Cái gì? Là vì tôi không muốn Kim Mưu Dân Anh xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Việc trả thù và quỷ hoại anh đi chính là thành công của tôi. <laughs> Sao cô có thể? Son Jory Sao cô dám làm vậy với tôi hả? Hả à, bụi quỷ đó? mày đúng là thằng phố mà muốn chết đã xảy ra chuyện gì tại sao kim mua dân lại được thả ra vì thiếu bằng chứng chứ tại sao hả cậu ta loại bỏ hết bằng chứng rồi thì tôi biết làm sao được chứ vậy thì phải tìm cách để khiến cậu ta bị tống vào tù đi chứ mình có biết là thằng kim mua dân đó đã mua bao nhiêu cổ phần của quy phát sinh được không một con số khổng lồ đó cậu ta sẽ dùng nó để đe dọa vị trí của mình phải ngăn cậu ta lại Đừng có lo Tôi sẽ bắt He Chu ly hôn Rồi tôi lấy lại Số cổ phần đó Dù sao thì mình Cũng từng là nguồn cung cấp cho cậu ta Nên tôi sẽ làm mọi cách Để lấy lại số cổ phần đó à! Là bao dừng lại đi Dừng lại Sao mày còn dám nói gặp Vui Sơn nữa hả Mày chính là người đã bỏ rơi cô ấy đó Còn anh thì hiểu cái gì mà dám lớn tiếng với tôi Màu biến đi Tao biết mày là một thằng khốn Lúc cô ấy đang mang thai đứa con của mày Mày đã bỏ rơi cô ấy để kết hôn với hê Chu Cái gì Và tao còn biết Son Delry Mà chính là tên thật của cô ấy Tao biết hết Nghe có vẻ không tệ đó ha Biết rồi thì biến đi Chúng tôi thậm chí đã có con với nhau Anh không có cửa với cô ấy đâu Nhưng mà mày chính là kẻ đã phản bội cô ấy Một thằng công tử nhà giàu như anh Thì biết cái quái gì chứ Đừng có mà diện cứ Chính mày đã đá cô ấy và chọn Hê Chu vì tiền bạc của nó Mày chỉ muốn bảo thân mình có cuộc sống tốt hơn thôi Nên mày đã phản bội cô ấy Và lần này thì sao Mày cũng đã phản bội Hê Chu <laughs> Nếu như anh thông minh tới như vậy Sao lại còn để cho cô ấy lợi dụng hả <laughs> Mày không có tư cách Phán xét tao có bị lợi dụng hay không Nói cái gì Anh đang nghĩ là cô ấy thật sự yêu thương anh đó hả anh quá ngây thơ rồi. Tôi chính là người đã đặt cô ấy bên cạnh của anh. Chúng tôi đã thực hiện âm mưu mà anh không hề hay biết cái gì hết. Để chúng tôi có thể cùng nhau chiếm lấy tập đoàn quý. Cho nên anh hãy mau biến đi và ngắm cái miệng thú của anh lại. Anh đùa chi? Có nè, sao không? em đi Anh buông ra đi. Buông ra. Anh đùa chi sẽ bị thương đó. Anh đùa chi đã bị à, té mà. Em đừng đi mà vô đi. Anh đâu chỉ để bị té đó. Anh cũng suýt bị té mà. Khi tôi đang đau khổ, anh đã dẫm đạp tôi và bỏ đi. Đúng vậy, em nói rất đúng. Trước đây là anh đã sai, anh đã biết lỗi của anh, nên anh xin em hãy để chuyện đã qua chìm xuống. Anh sẽ anh sẽ tha thứ cho em vì đã phản bội anh, cho nên em cũng hãy tha thứ cho anh về chuyện quá khứ đi. Từ tha thứ đó, đừng dùng nói dễ dàng như vậy. Anh thậm chí đã chối bỏ bơm của chúng ta. Tôi không thể tha thứ cho anh được. Yêu đi. Anh yêu em. Em làm như vậy với anh cũng là vì tình yêu. Em khinh thường và căm ghét anh nhiều tới vậy. Chứng tỏ trong lòng của em cũng yêu anh mà. Tỉnh ta là đi kim Tôi thực sự căm ghét anh. Tôi mất tôi cảm thấy ghê tởm. Cái gì? Trái tim của tôi không có chỗ dành cho anh nữa đâu, Kim Bu Những điều tôi muốn chỉ là Cuộc đời của anh bị quỷ hoại mà thôi. Nghĩ là em nói những lời như vậy thì anh sẽ để cho em đi hay sao? Anh sẽ không để mất em nữa đâu. Anh buông ra! Buông ra đi! Về nhà đi! Trước khi tên khốn này tỉnh dậy. Anh đùa chi? Em đập bờ thấy bao về nhà đi! À. Hãy để cho cô ấy được yên Nếu mày còn làm phiền cô ấy nữa Tao sẽ giết chết mày đó Cô ta là tù nhân dược ngục Nếu như tôi tố cáo cô ta Cô ta sẽ hết đời đó Cái gì? Son Yeo Ri Tuyệt đối không rời bỏ tôi được đâu Cái thằng điên này Nè, Nà, hai người làm gì vậy? Mẹ nghe nói ngoài kia có người đánh nhau Họ có nói ai bị thương không hả mẹ Họ chỉ nói có một ngôi sao đánh nhau Và bị cảnh sát bắt đi rồi Có phải là Cư Đô Chi hay không Anh Cư Đô Chi bị bắt rồi Bù dơ mày đúng là đồ khốn Mày cũng đánh tao và dám nói là tao đánh mày hả Đồ khốn sao Dù anh có cầu xin Thì tôi cũng không rút lại lời tố cáo Đồ khốn hả Tao thà chết còn hơn là đi cầu xin thằng khốn nạn như mày vậy được thôi vậy thì cứ mục xương ở trong tù đi Hả? À. nói chuyện đi đơn tố cáo rút lại đi rút lại lời tố cáo thằng khốn đó đối với em quan trọng vậy sao trước đó em phớt lời điện thoại của anh và thậm chí còn chạy trốn khỏi anh nữa nhưng mà bây giờ em lại sẵn sàng tới đồn cảnh sát để bảo lãnh cho anh ta sao tôi xin lỗi nhưng dù sao thì anh hãy thả đô chi ra đi anh chỉ cần rút lại lời tố cáo mà thôi em làm thì sao nếu vậy em sẽ làm gì cho anh chứ sao chúng ta hãy giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta đừng lôi người vô tội vào chuyện này nữa em quên đi anh không muốn hắn được thả ra cho nên em về đi tôi xin anh thì anh hãy thả anh ấy ra Anh ấy là một người nổi tiếng Nếu như bị buộc tội thì sự nghiệp của anh ấy sẽ bị quỷ hoại mất Hãy hứa với anh là sẽ quay về bên cạnh anh Nếu em hứa sẽ bỏ anh ta Và quay về bên cạnh của anh Thì anh sẽ rút lại lời tố cáo Em không thể ở bên anh ta Vì em là kẻ thù của tập đoàn Quy mà Em hãy hứa là sẽ quay về bên cạnh anh đi Một khi anh lấy được cổ phần của tập đoàn Quy Anh sẽ đối xử tốt với em Tôi sẽ buông tay Đô Chi Nên làm ơn thả anh ấy ra Còn gặp Kim Mưu Dân chưa vậy? Cô đã ném đơn ly hôn vô mặt của anh ta đó mẹ Làm tốt lắm Cậu ta thế nào rồi? Cô đã đóng bằng mọi tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của anh ta Để cho anh ta phải chịu khổ mới được Mẹ Ba mẹ sẽ ly hôn hả Hồi nãy con nghe thấy mẹ nói với bà Là mẹ ném nó ly hôn vào mặt ba sao Im miệng đi Đi vô làm bài tập cho mẹ nhanh lên à, Bà ơi <laughs> cháu đang định gọi điện thoại cho ai vậy cháu gọi cho ba cháu không nghe thấy lời của mẹ nói hay sao từ giờ cháu không có ba trong cái nhà này nữa người ba trước giờ vẫn luôn bảo vệ cháu đó từ giờ sẽ không được vào nhà này nữa đã nghe rõ chưa Đừng nghĩ là tôi sẽ cảm ơn Vì cô đã bảo lãnh giúp tôi được thả ra ngoài Anh làm ơn hãy tỉnh táo lại đi Anh đừng đánh người khác Vì một người đàn bà như em nữa Tôi sống như thế nào cũng không liên quan gì đến cô hết Việc sắp bán quê fashion Là sự thật Cô đang nói cái gì vậy Việc bán quy phát sinh là thật có nghĩa là sao Anh trai của anh Chủ tịch Cú Đô Đông Chính ông ta đã lên kế hoạch bán tập đoàn quy phát sinh cho tới bây giờ mua dơ về em Bí mật làm việc này Vì chủ tịch cu ra lệnh cho bọn em đó Cái gì Nên là anh làm ơn Đừng quá ngây thơ và dễ tin tưởng người khác như vậy nữa Anh nghĩ mọi người trên đời ai cũng như anh sao Làm ơn khôn ngoan lên đi Đừng để người khác lợi dụng điều gì từ anh nữa Đừng để anh trai của anh điều khiển anh Chỉ vì là người già của anh Nếu quy phát sinh quý giá đối với anh như anh đã nói Thì anh hãy tự mình bảo vệ nó đi Dạ anh à Bây giờ anh đang ở đâu vậy Bây giờ em sẽ đến chỗ của anh ngay Sao Anh à Anh đang ở đâu vậy Sao anh lại trốn gì trong lúc nghỉ quay như vậy chứ Quay về đi Ở đây đang loạn hết lên nè Chết tiệt sao cậu còn dám bén bạn tới đây nữa chứ tôi tới đây là để lấy lại cổ phần của mình cậu đã đặt thế chấp để mượn tiền rồi còn cái gì cậu có trả nợ đúng hạn hay không cậu chỉ lo chạy trốn thôi còn gì quay lại rồi lấy cái gì ở đây đừng có nực cười như vậy được không tôi đã nói bà trả lại cho tôi cho dù chúng tôi muốn cũng không thể được đâu chúng tôi đem đi cất hết rồi bây giờ không lấy ra được ông nói cái quái gì vậy anh làm gì ở đây vậy em lời hứa ban nãy của em là sao những người này đang giữ cổ phận của anh đó em có biết không anh nói tôi đã hứa gì với anh lúc nãy hả em nói sẽ bỏ cô đô chi em nói sẽ quay lại với anh em nói sẽ trả cổ phận lại cho anh mà đúng vậy tôi nói là tôi sẽ bỏ anh đô chi chứ không nói là sẽ quay lại với anh cũng không nói là trả lại cổ phần cho anh cái gì anh hãy nhớ kỹ lại đi đừng vu khống cho người khác <laughs> Cô cứ như vậy thì sẽ phải hối hận đó Nếu như tôi đưa cô đến đồn cảnh sát và tố cáo cô Vì tôi vượt ngục thì cô sẽ tiêu đời đó cô biết chưa Tố cáo Đồn cảnh sát hả Được thôi Làm đi đi Cái gì <laughs> Nếu anh chấp nhận lời đề nghị Tôi sẽ cho anh gấp đôi chỗ đó Tôi đã lên kế hoạch chơi một trò chơi Cô... Chắc chắn sẽ không làm tổn hại gì đến anh hay bà Lăng đâu Nên anh cứ vui vẻ tham gia đi Cô Cô Anh muốn tới đồn cảnh sát mà Sao bây giờ anh không đi đi Tôi có cả tá bằng chứng Liên quan tới việc giao dịch bất hợp pháp của anh đó Tôi phải làm gì đây Tôi chỉ Phải phục vụ một năm cuối cùng Cộng thêm một năm phạt dược ngục mà thôi Nhưng còn anh Tội thao túng cổ phiếu và hối lộ. Anh sẽ phải ngồi tù mọt gông ít nhất là 10 năm. Đúng rồi. Phạm tội lớn như anh sẽ phải chịu sự trừng phạt. Còn kinh khủng hơn nữa kìa. <cười> 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 sự lựa chọn là của anh thôi. Được rồi, còn làm cái gì nữa, mau tống khứ đồ rác rưởi này ra ngoài đi. Nè, đi mau đi. Đi. Cái gì? Anh nói cái gì chứ? số cổ phần của Kim Mu Dên đã vào tay Seo Man Dên rồi sao? Hiện giờ, bà ta đã xử lý xong hết rồi. Ê, Kim Mu Dên, cái thằng ngu xuẩn này. Ê, tôi biết rồi, anh đi đi. Nó ngu tới mức, còn để mất cổ phần luôn sao? Ừ. thật là xui xẻo. Nếu cậu còn dám bén bản tới đây nữa, tôi đánh ghế chân cậu bây giờ. Ừ. đi đi. Ừ. phải rồi là hai chu có khi hai chu vẫn còn nhớ tới mình bởi vì hai chu rất yêu mình mà <laughs> sao chứ bây giờ mới nhớ tới tôi hả sự đau khổ của anh chỉ mới bắt đầu thôi khi mua dinh làm ơn hãy gặp nhau một lát đi chúng ta hãy gặp nhau nói chuyện đi em ạ kim mua dên đến chỗ khác mà kiếm chuyện đi nha cậu ta nghĩ đây là đâu mà dám ấn chung cửa nhà mình chứ mẹ vợ sao cậu dám ấn chung cửa nhà chúng tôi chứ mẹ vợ mẹ vợ hả đến cả một loài vật như chó còn không cắn chủ của mình. Cậu mau biến khỏi đây ngay đi, trước khi tôi gọi cảnh sát tới bắt cậu đó. Dạ Hê Chu, mẹ cho con gặp Hê Chu một lát đi. Con sẽ nói nhanh thôi mà tên mẹ. Tên của Hê Chu, tôi cấm cậu gọi tên của nó. Dạ. Ơi. Mày đã đưa cổ phần cho <laughs> Selman Dân rồi có phải không? Con bị họ cướp mất cổ phần Con đã cổ phần để thế chấp và đã mất tất cả Cô xin bà hãy tin tưởng con đi Xeo manh dân Bà ta đang cố ăn tươi nuốt sống nhà chúng ta mà chưa được Mà cậu lại đưa cổ phần cho bà ta sao Biến ngay lập tức đi Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm nữa Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hê Châu nhà chúng tôi <laughs> Mẹ vợ Mẹ có biết Dung Sơn là ai không Vậy chứ Dung Sơn là ai Sơn chính là Tôi chỉ phải phục vụ một năm cuối cùng cộng thêm một năm phạt dược ngục mà thôi nhưng còn anh tội thao túng cổ phiếu và hối lộ anh sẽ phải ngồi tù một gông ít nhất là 10 năm đúng rồi phạm tội lớn như anh sẽ phải chịu sự trừng phạt còn kinh khủng hơn nữa kìa đúng là điên mà không lẽ chúng ta phải ngủ ở chỗ này thì sao Bây giờ chúng ta chỉ còn mấy chục ngàn won nữa thôi Mẹ đã kiểm tra tài khoản mà mẹ không dùng Đến một ngàn won cũng không có Mẹ hãy chờ con một thời gian ngắn nữa thôi Con sẽ nhanh chóng tìm được việc làm mới Đúng vậy, phải đó con Mùa giờ nhà ta tốt nghiệp trường danh tiếng mà Con sẽ nhanh chóng tìm được việc thôi Ngày mai cả mẹ cũng sẽ đi tìm việc làm ở nhà hàng nữa Còn có chân mê nữa Con không có biết đâu Đáng lẽ không được kết hôn Từ lúc anh còn là con rể nhà tại phiệt kìa <laughs> Ít ra thì con cũng còn khỏe mạnh mà Mù dơn à Mẹ tin tưởng ở con hết đó nha Con trai của mẹ sẽ làm nên chuyện thôi Có đúng không con Dạ Con sẽ không chết như thế này đâu mẹ à sẽ không đúng. Mẹ, ừ. giờ chúng ta đã là cổ đông lớn thứ hai của Quy rồi. Chúng ta bây giờ đã chia sẻ được mua dân và Hê chu. Nên có thể sẽ chỉ cần chiếm lấy tập đoàn Quy nữa thôi. Không, Chi Quân. Chúng ta phải khiến bà ta quỳ gối. Và bắt bà ta phải nói ra tất cả những việc bà ta đã làm với bơm. Con đi làm nha mẹ. Anh đô chi? Anh làm tốt lắm. Quên em đi. Bắt đầu một khởi đầu mới. Anh à, chúng ta nói chuyện chút được không? Em có chuyện muốn hỏi anh. Bây giờ tôi phải đi làm rồi, để sau đi em muốn nói ngay bây giờ ngay từ đầu anh đã nói dối em phải không anh nói là anh chưa từng nghĩ đến việc bán we fashion chú nghe được tin giới dẫn từ đâu nữa vậy vương lại tính chia rẽ chúng ta có phải anh không hãy trả lời câu hỏi của em đi anh nói dối em và muốn bán we fashion đi có đúng không hả đúng vậy đó là chuyện làm ăn kinh doanh tôi không thể lật ngửa tất cả quần bài của mình ngay từ đầu được chú hiểu không nếu tôi làm vậy Thì tập đoàn Quy đã không lớn mạnh được như ngày hôm nay Em đã cảnh cáo anh rồi Nếu như anh mà bán Quy Fashion đi Thì em sẽ không để yên đâu Nếu không để yên thì chú tính làm gì hả Anh đâu đó mà Chú có biết gì về việc kinh doanh hay không Chạy dây chỗ nọ chỗ kia để gom tiền Thấp thỏm lo lắng khi có sự cố xảy ra Nếu có sự cố gì xảy ra Thì phải chạy đi năn nỉ hết chỗ này tới chỗ kia cậu có hiểu không Tôi đã phải thức trắng bao nhiêu đêm Làm việc để gây dựng được công ty giống như ngày hôm nay Chính là tôi, Kudo Dông Nhưng mà Quy Fashion không phải là của anh đó không phải tài sản của anh Tôi đã nói rồi Nó là tài sản của tôi Không phải Trong thời gian qua Em đã im lặng không nói điều gì Vì em nghĩ anh đang điều hành quy phát rất tốt Nhưng mà Nếu như anh có ý định báo quy phát thì đó là chuyện khác Cái gì Chú chỉ có 5% cổ phần công ty Bây giờ chú còn tính phản lại tôi sao hả Đến lúc đó anh sẽ thấy em làm gì Chú Chú Ui, Chết tiệt. Phải để chú ấy bình tĩnh chứ. Làm cho chú ấy bực tức như vậy có ích gì đâu mình à. Cái thằng ranh đó, nó lại dám lên giọng nói chuyện với tôi như vậy sao? Nhưng mà chú ấy đang rất giận. Lỡ như chú ấy thực sự muốn làm gì đó thì sao đây? Bây giờ, gọi điện cho luật sư ngay đi. Luật sư Kim, rất thân thiết với mẹ hồi mẹ còn sống. Có thể nó sẽ gọi cho ông ta trước để đề cập tới chuyện kinh doanh. Phải bảo đảm nó không nhắc tới chuyện đó. Phải tống cổ nó ra nước ngoài. Cho nó nghỉ phép ngay đi. Mau lên. Phải làm cho nó im lặng. Tống đi. Tại sao? Cái gì? Bây giờ Johnson vẫn còn làm việc ở công ty của chúng ta hay sao chứ? Sao mẹ lại để cho cô ta yên như vậy được mẹ Chính cô ta đã thừa nhận là đến để quỷ hoại chúng ta mà mẹ Mẹ phải sa thải cô ta mới đúng chứ Cô ta không đi mà còn giảng giải luật lao động nữa Cô ta tuyệt đối sẽ không tự đi đâu Vậy thì con sẽ loại bỏ cô ta luôn Con đã ký hợp đồng cho một vị trí mới rồi Con sẽ tìm người quản lý Điều hành cửa hàng đồ nội thất phòng ngủ Con sẽ thay thế Kim Bù Dân làm cấp trên của cô ta Để xem cô ta tồn tại được bao lâu nữa Con quên đi Con biết cô ta kiên quyết lắm mà Vậy chứ con thì không kiên quyết hay sao chứ mẹ vì cô ta mà cô sắp ly hôn và bị mất cổ phần luôn đây nè Chắc hẳn Cô ta nghĩ là bây giờ cô đang nằm trên giường khóc lóc chứ gì Con sẽ cho cô ta thấy Cô ta đã đánh giá thấp con rồi Đợi một chút Đúng là trẻ con mà Hai người làm gì trong văn phòng của tôi vậy Hành động như vậy thật thô lỗ Dọn sạch cái bàn này đi Từ bây giờ tôi sẽ chuyển vào đây làm việc <laughs> Việc đó thì cô phải gọi người lao công chứ Tôi chính là luật sư của bộ phận pháp lý Chứ không phải là làm lao công Vì vậy cho nên Làm ơn hãy nhớ cho thật kỹ điều này Để tôi xem cô sẽ còn ở đó dên giáo như vậy được bao lâu nữa Sẽ thú vị lắm cho coi Chuyện ai sẽ ngồi vào vị trí đó Tôi không quan tâm gì hết Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi Hai người cứ tham quan vui vẻ đi ha Tôi phải hợp với bộ phận pháp lý rồi Đúng là đáng ghét mà Đừng khơi mào cuộc chiến trước Sẽ tệ lắm đó Nghe nè cô Duyên Sơn Bà gọi tên của tôi sao thưa phu nhân không Giờ cô định sẽ tiếp tục tìm bom như thế nào đây Cô đã tìm được cái gì chưa Tên của bơm nhà chúng tôi Bà đừng bao giờ nhắc tới bằng cái miệng bẩn thỉu của bà. Tôi cảnh cáo bà đó. Không có lý do gì để tức giận hết. Tôi chỉ quan tâm một chút thôi mà. Tôi không cần sự quan tâm của bà đâu. Nếu như đổi lại tôi là cô, nếu như cô thật sự muốn biết con của mình ra sao, và cô thật sự muốn biết hiện tại bom đang sống như thế nào. Còn nữa, nếu như cô nghĩ tôi đang nắm giữ chiếc chìa khóa đó, thì tôi sẽ không ngu ngốc giống như cô đâu. Bà nói gì chứ? Cô không nghĩ cô càng thách thức tôi, càng gây sự với tôi, và càng làm cho tôi phải bực bội nhiều thêm nữa, thì cô sẽ càng khó tìm được bom hay sao? Tới lúc đó cô sẽ phải quỳ gối xuống và gian sinh tôi. Ai mà biết trước được chứ, có thể tôi sẽ rủ lòng thương mà cho cô gợi ý thì sao? Nhưng mà kể ra cũng buồn thật. Tôi không biết là hiện giờ bom đang ở đâu nữa. Tôi nhất định sẽ tìm được bơm nhà chúng tôi sớm thôi sau khi tìm được sẽ khiến bà trả giá cho tội lỗi của mình <laughs> cô muốn thì cứ tìm nó đi nó đang ở một nơi mà cô không thể tưởng tượng nổi đâu thuê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được không biết ông ấy đang nói chuyện với ai mà lại không nghe máy gì chứ dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch tôi sẽ tiến hành theo chỉ đạo của ông cô hãy cầm bản danh sách này là những người bị sa thải và cô thông báo với họ là nhớ đảm bảo họ sẽ đi khỏi đây. nếu chúng ta đột ngột sa thải họ họ sẽ phản kháng với công ty thêm nữa là lý do sa thải cũng không rõ ràng nữa vậy thì cô cứ diện ra một lý do nào đó cho phù hợp sau đó xử lý cho ổn thỏa đi vì đây là lệnh của chủ tịch nên hãy cẩn thận đừng mắc sai lầm à, ông đi đâu vậy danh sách bị sa thải là luật sư Kim đang phụ trách mà. Ờ, hôm nay tôi sẽ đi nghỉ phép. Hả, cô giấc giả rồi. Luật sư Kim không có ở đây sao? Ông ấy nói là nghỉ phép nên vừa mới ra ngoài rồi. Nghỉ phép? Đến bao giờ? Ông ấy không có nói nên tôi đoán là sẽ hơi lâu đấy. Alo chú à? Có phải là luật sư Kim có một đề nghiệp dưỡng yêu thích không? Bà có chuyện rồi. Chủ tịch tên luật sư Kim đi gì biết trước. Đô Chi sẽ hành động vì chuyện liên quan tới việc bán quyền phát sinh đó. Nhưng tài liệu mà chúng ta tìm được về luật sư Kim, chúng ta phải bắt đầu chia sẻ. Tài liệu đó giờ ở đâu vậy hả ba? Ở trong phòng của ba, ba đem tới cho con nha. Dạ không đâu ba, để con về nhà lấy. Xin mời đi lối này. <laughs> Sản phẩm mới của chúng tôi đưa ra mùa này nhẹ và rất êm, nên các khách hàng sẽ cảm thấy rất hài lòng. Mời quý vị xem qua và cho chúng vào hợp đồng chuyển nhượng nha. <laughs> không sao chứ. Chúng ta về tới nhà rồi. Mẹ không chịu nghe điện thoại gì hết. Anh ghét mẹ. Tại bây giờ mẹ đang bận mà. Anh đi vô nhà một mình trước đi. Bộ em không vào nhà hả? Vậy phải tới một nơi trước đã. Đi đâu? Anh cũng muốn đi nữa. Anh đang không khỏe trong người mà. Khi nào em về em sẽ kể cho anh sao? Mà đi vô nhà đi. Đúng là điên thiệt mà. Mình phải bỏ lại những thứ quý giá. Không biết trang sức của hệ chùa ở đâu ta. Bà ơi rồi Nè Cháu làm bà sợ muốn chết rồi đó Bà ơi Ba cháu đi công tác vẫn chưa về sao Công tác vậy Công tác cái còn khỉ đó Vậy khi nào thì ba cháu về Sao cháu lại hỏi về ba của cháu làm gì Cháu đang sống trong cung điện lộng lẫy Sao lại đi hỏi một người ba không có nhà để về như vậy hả cháu thấy nhớ ba cháu mà đừng có ở đó mà lôi thôi nữa nếu ba mẹ của cháu mà ly hôn thật thì cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ sống chung với bà của cháu đó thực sự sẽ ly hôn sao bà nhưng mà bà ơi cháu không được sống cùng với ba sao sao cháu lại muốn sống chung cùng ba chứ phải là gây da mới đúng <laughs> Mọi người đều nói vậy, tôi cũng không thể làm gì được. Dù anh được thả ra vì không có bằng chứng, nhưng ai cũng biết anh là con rể của tập đoàn Quy, bị đuổi đi vì thao túng cổ phiếu, làm sao chúng tôi tin tưởng như thuê anh được chứ? Anh thông cảm nha. Không được. Mình phải làm cái gì đó. Đúng rồi. Trước tiên, mình phải quỷ đoạn ghi âm đó, rồi mình có thể lấy lại cổ phần từ gia đình Jerry. Alo tôi nghe. Tôi tìm được nơi mà luật sư Kim hay đến nghỉ dưỡng rồi. Tôi có chụp hình địa chỉ chỗ đó. Tôi sẽ gửi cho anh ngay. Cảm ơn chú nhiều. Tôi nhất định sẽ gọi lại cho chú sau. à, Là xe của ông trẻ mà. Bây giờ mình không muốn vô nhà. Mình sẽ ngồi ở đây một chút vậy. Yeah! Chỗ tài liệu đó ở trong phòng của ba mẹ. Luật sư Kim phải không? Tôi là Dương Sơn đây. Ông có thể gặp tôi một lát có được không? Không đâu. Tôi biết là ông đang đi nghỉ dưỡng, nhưng nếu bây giờ ông không đến, ông sẽ hối hận đó. ờ à, dạ tổng đài hỗ trợ có phải không bằng phiếm bảo mật của nhà tôi bị hết pin cho nên không hoạt động xin hỏi là có cách nào để mở được không ạ à? ờ à, địa chỉ ở đây à ờ à, tôi ở số bốn một chung cư naramabogu tôi tên là jungi đông tôi sống ở đây tôi là chồng của sâm anh ờ rồi tôi nhìn thấy rồi làm như vậy là được à à dạ cảm ơn anh nhiều ở đâu rồi máy ghi âm ở đâu rồi trời ơi, mình quên túi sách rồi cô ta giấu nó ở đâu được chứ Nhà nghỉ của luật sư Kim ở... Bây giờ? Ông trẻ ơi! Chúng ta đang ở đâu vậy? Tìm được rồi sơn vừa riêng bây giờ thì cô chết chắc rồi ủa sao cửa lại mở vậy kim mua Dơ tại sao anh ở đây chứ